Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi trưa ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cả nhà tin tức về tình hình hiện tại ở Cần Thơ. Và bây giờ thì Tâm Tâm xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi tin tức đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì mấy ngày hôm nay trở lại đây thì Tâm Tâm cũng khá là ít đăng tải những tin tức lên trên kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Tại vì Cần Thơ kể từ khi mà ngày nâng cấp độ dịch lên thành cấp 3 thì cũng khá là ít những cái tin tức, và số ca nhiễm thì cứ đều tầm khoảng là giữa 600 với 700, rồi số ca khỏi bệnh thì cũng khá là cao. Thì những ngày gần đây là tình hình Cần Thơ là như vậy. Và ngày hôm qua thì là ngày 13 tháng 12, Cần Thơ ghi nhận 680 ca nhiễm trong ngày, và số ca đã khỏi là 819 ca. Số ca tử vong trong ngày 13 là 13 ca, theo như là cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ của Sở Y tế Cần Thơ. Rồi, về công tác điều trị thì khả năng điều trị tầng 1 F0 điều trị tại nhà là 16.214 ca đang điều trị tại nhà. Còn tại cơ sở y tế thì khả năng điều trị ở tầng 1 là 640 giường, và trong khi đó thì số bệnh nhân đang điều trị thực tế là 355. Tầng 2 thì số bệnh nhân đang điều trị thực tế là 1.737 ca, và tầng 3 là 525 ca đang điều trị. Trong khi đó thì số khả năng điều trị là chỉ có 330 giường thôi, và nó đã vượt cái mức khả năng điều trị ha cả nhà. Thì càng ngày cái con số mà mình thấy là hôm trước đó là hơn 300, rồi sau đó là hơn 400, rồi hôm nay thì hơn 500 là số người đang điều trị ở tầng 3. Còn về công tác tiêm chủng ở Cần Thơ thì ngày hôm qua Cần Thơ tiêm là 2.902 liều, và tỷ lệ người được tiêm đủ liều trên tổng dân số là 70,4%, còn đối với người trên 18 tuổi là 92,4% người tiêm đủ liều. Rồi bây giờ thì Tâm Tâm cũng thông tin đến cả nhà một tin tức nữa có liên quan đến việc tiêm vaccine. Đó là Cần Thơ bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thì theo trang báo VOV đưa tin là thành phố Cần Thơ bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 2 Pfizer cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 trên địa bàn thành phố. Để công tác tiêm vaccine diễn ra đúng tiến độ, ngày 11 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phân bổ 117.000 liều vaccine Pfizer cho 10 đơn vị gồm các quận, huyện Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Ghi nhận tại điểm tiêm trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, quận Cái Răng, ngay từ đầu giờ chiều, nhiều học sinh đã tập trung đến để khám sàng lọc trước khi tiêm. Học sinh phải xếp hàng, đảm bảo khoảng cách theo quy định, chờ gọi tên. Điểm tiêm được bố trí thông thoáng, từng khu vực được sắp xếp, trình tự thuận tiện trong công tác phòng chống dịch. Sau khi tiêm xong, các em sẽ theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút và tiếp tục tự theo dõi ít nhất 7 ngày tại nhà. Trong chiều ngày 13 tháng 12, có hơn 1.100 trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine mũi 2 tại 3 trường. Tính đến ngày 12 tháng 12, hơn 92% trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi ở thành phố Cần Thơ đã được tiêm mũi 1. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị quận, huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, hoàn thành việc bao phủ tiêm mũi 1 cho 100% người dân từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những trường hợp đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Một thông tin về thông báo tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều, thì Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều trân trọng thông báo về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 đến người dân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Ninh Kiều nếu đã tiêm mũi thứ nhất của các loại vaccine gồm AstraZeneca trên 4 tuần, Pfizer trên 21 ngày, Verocell trên 21 ngày, hoặc chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 thì hãy đến các điểm tiêm vaccine tại số 1, Pfizer mũi thứ 2, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi có đi học tại các trường trên địa bàn quận. Điểm thứ nhất là trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thứ hai là Trung học cơ sở An Khánh, thứ ba là Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, thời gian sáng từ 7:30 đến 10:30, chiều 13:00 đến 16:00. Thì tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, ngày từ 14 tháng 12 đến 20 tháng 12, trường Trung học cơ sở An Khánh là từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm là từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 12.
thay là Pfizer mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, không đi học trên địa bàn quận. Điểm tiêm là tại trường tiểu học Võ Trường Toản, thời gian 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 buổi sáng và chiều là 13 giờ đến 16 giờ, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12. Thì lịch tiêm cụ thể từng phường sẽ phát hành riêng. Và ba là AstraZeneca, Verocell và Pfizer trên 18 tuổi, điểm tiêm tại trường tiểu học Võ Trường Toản, thời gian thì ngày 13 tháng 12 và ngày 16 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Các buổi tiêm thì cũng là như trên. Lưu ý thì khi đi tiêm thì cầm theo chứng minh nhân dân, giấy xác nhận đã tiêm mũi 1 đối với người đã tiêm, bộ hồ sơ tiêm chủng. Còn đối với đối tượng trẻ em 12 đến 17 tuổi có tên trong danh sách có xác nhận của trường học hoặc Ủy ban Nhân dân phường trên địa bàn quận Ninh Kiều. Thông tin tiếp theo là về các tỉnh miền Tây. Trong ngày 13 tháng 12 thì Cà Mau lại dẫn đầu về miền Tây về F0 mới. Trong ngày 13 tháng 12, Cà Mau dẫn đầu miền Tây về số F0 mới với 793 người, kế tiếp là tại Bến Tre 743 và Đồng Tháp 740 ca, Cần Thơ là 680 ca. Ngày 13 tháng 12, theo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch tỉnh Cà Mau, trong ngày tỉnh ghi nhận 793 ca mắc mới, đây là số ca nhiễm cao nhất các tỉnh miền Tây trong ngày 13 tháng 12. Bên cạnh đó, trong ngày tỉnh có thêm 419 ca đã khỏi, 2 người tử vong. Đến nay, Cà Mau có 72 người tử vong, hiện đang điều trị là 8.523 người, trong đó có 5.491 ca tại nhà. Tỷ lệ tiêm trẻ em trên 12 tuổi tiêm đủ liều vaccine là 88,11%. Tiếp theo là tại Bến Tre, thì trong ngày 13, Bến Tre có 743 người, trong đó đa phần là ca trong cộng đồng, với 741 ca và 2 ca trong khu cách ly, thêm 3 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca mắc trên toàn tỉnh Bến Tre là 16.220 ca, trong đó 7.670 ca đã khỏi, ra viện và 90 ca tử vong. Tiếp theo là tại Đồng Tháp, thì Đồng Tháp đứng sau Bến Tre với số ca nhiễm là 740 ca mắc trong ngày 13, giảm 5 ca so với ngày 12. Trong đó thì có 319 ca trong cộng đồng, thêm 561 ca điều trị khỏi và có 10 ca tử vong trong ngày hôm qua. Tổng số ca mắc cộng dồn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến nay là 31.046 người. Số bệnh nhân đang điều trị hiện là 8.623 ca và trong đó 8.267 ca không triệu chứng nhẹ 65 ca rất nặng. 22.049 ca đã được điều trị khỏi và 365 ca tử vong trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là tại Tiền Giang. Tiền Giang ghi nhận 322 ca mắc mới, trong đó có 57 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa thêm 12 ca tử vong. Đến nay thì Tiền Giang ghi nhận 28.898 ca nhiễm COVID-19, trong đó 21.898 ca đã khỏi và tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 2 đạt là 94,2%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 83,3%, mũi 2 đạt 8,26%. Tiếp theo tại Vĩnh Long, Vĩnh Long ghi nhận 426 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 290 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 25 ca qua khám sàng lọc cơ sở y tế. Từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 18.577 ca nhiễm, đã khỏi là 13.745 trường hợp và có 157 ca tử vong. Cùng ngày, thì tại Trà Vinh ghi nhận 476 ca dương tính, gồm 415 ca cộng đồng, 34 ca trong khu cách ly phong tỏa và 6 ca tại cơ sở y tế, 21 ca là người về từ ngoài tỉnh, thêm 5 ca tử vong. Toàn tỉnh đã ghi nhận 12.463 ca, trong đó 3.950 trường hợp khỏi bệnh, 77 ca tử vong. Tỉnh An Giang thì ghi nhận là 300 trường hợp dương tính trong ngày và trong đó có 244 ca cộng đồng, thêm 28 ca tử vong, 2 trường hợp điều trị tại nhà ở thành phố Châu Đốc. Tổng số ca dương tính đến nay là 27.766 trường hợp, đã điều trị khỏi 22.589 và 647 ca tử vong. Cùng ngày tại Sóc Trăng thì ghi nhận 352 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên là 25.194 ca. Trong đó, tỉnh đã điều trị khỏi là 19.232 ca, có 174 trường hợp tử vong. Hiện đang điều trị cách ly là 5.788 ca. Qua thống kê, địa phương có số ca mắc cao nhất là huyện Trần Đề với 4.915 ca. Còn tại Bạc Liêu, thì tính đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 12, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận thêm 334 ca mắc mới, 138 ca bình phục và 4 ca tử vong. Lũy kế từ đầu dịch đến nay thì có 19.922 ca nhiễm, trong đó 13.595 ca bình phục, 169 ca tử vong, hiện đang điều trị là 6.158 ca, trong đó 951 ca điều trị tại nhà.
Hậu Giang trong ngày 11 và ngày 12 tháng 12, tỉnh ghi nhận là thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong lên là 34 người. Thống kê từ đầu đợt dịch đến tối ngày 12 tháng 12, tỉnh ghi nhận 9.922 ca mắc COVID-19, đã khỏi là 6.355 ca, còn đang cách ly điều trị là 3.531 ca. Cuối cùng là tại Kiên Giang thì tính từ tối 11 tháng 12 đến tối 12 tháng 12, địa phương này ghi nhận 296 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong toàn tỉnh lên là 25.284 ca. Trong đó, địa phương có số ca mắc cao nhất là thành phố Rạch Giá với 6.104 ca. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và khi có thông tin mới thì Tâm Tâm cũng sẽ liên tục cập nhật đến tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tâm Tâm cũng như là để nhận thông báo thông tin mới nhất khi Tâm có thông tin mới. Bây giờ thì Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye!